hôm tây ở Măng Đen này rất nhiều những cái rất nhiều những cái chòi, cái phòng như thế này đấy, nhưng không biết là giá bao nhiêu. Rồi giống lô cốt đấy, phải đi từ ngược trên kia xuống. đấy chắc là đi xuống đây có đường chui lên đây.